Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học Là Chính Mình, là tinh hoa của công ty Belen. Khóa học online tương tác Là Chính Mình, là tinh hoa này được trình bày bởi các chuyên gia Belen có khát vọng phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, các chuyên gia Belen chuyên tư vấn và đào tạo tại doanh nghiệp tạo ra công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam, nhằm giúp cá nhân làm việc hiệu quả, tăng thu nhập, doanh nghiệp có được đội ngũ có năng lực, đạt mục tiêu kinh doanh. Là vào trang web bebalancer.com khi cá nhân muốn quản trị cuộc đời, doanh nghiệp muốn quản trị nhân tài. Bạn đã nắm hai điều quan trọng gì trước khi đưa ra quyết định chọn nghề và định hướng tương lai cho bản thân bạn nè? Dạ, hai điều quan trọng đó là phải hiểu doanh nghiệp và hiểu mình ạ. Tốt lắm, chọn nghề là một việc rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Vì rồi ai cũng đi làm, sống với công việc mỗi ngày và sống đến cuối đời. Trong hàng 100 nghề nghiệp thì thật là khó để chọn ra một nghề gắn bó và giúp mình chung sống vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc với nó. Cùng với những trăn trở của hàng triệu người, các chuyên gia Belen đã kết hợp với các công cụ nổi tiếng thế giới, cụ thể hóa trong việc chọn nghề. Và may mắn thay, góc nhìn của các chuyên gia khớp với phương pháp Ikigai của người Nhật và các chuyên gia đang dần hoàn thiện công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam đó bạn. Wow, hay quá đi! Bạn đã nắm tổng quan về quy luật phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp và hiểu mình, thì bây giờ ta quay lại 4 điều quan trọng cần tập trung ngay lúc này đây. Hiểu là một chuyện. Còn bây giờ, tụi em thực hiện bằng cách nào để khám phá ra được 4 điều này mới là quan trọng phải không chuyên gia? Đúng là có người tìm được Ikigai rất nhanh. Số đông thì cần phải mất nhiều thời gian, cần phải có nhiều trải nghiệm hơn mới tìm ra được Ikigai của cuộc đời mình đó bạn. Như vậy thì phí thời gian và cuộc đời lắm chuyên gia ơi. Vậy có cách nào giảm thiểu rủi ro và không phí thời gian không chuyên gia ơi? Đầu tiên là phải nhận biết được mình có khả năng làm giỏi việc gì nè. Có 3 công cụ giúp bạn đo lường được điều này. A. Đó là xác định tính cách, xác định nghề. Bạn nên dùng MBTI phiên bản chính thống được bán khoảng $100, có tỷ lệ chính xác cao nhất trong nhiều công cụ khác. Hoặc bạn sử dụng đánh giá tính cách tại trang web của Belen như tôi đã giới thiệu. Đây là bài đánh giá tính cách được tổng hợp, đúc rút từ nhiều công cụ đánh giá khác nhau, bao gồm cả MBTI chính thống mà các chuyên gia đã kỳ công tạo ra riêng cho Việt Nam chúng ta. B. Để tăng sự chính xác cao hơn thì bạn nên trải nghiệm đánh giá năng lực đảm nhận chức vụ cũng tại trang web của Belen, giúp bạn trải nghiệm giải quyết công việc, hòa mình vào công việc thực tế. Có nhiều ngành nghề đã có sẵn để bạn trải nghiệm, còn nhiều ngành nghề đang được xây dựng. C. Rồi bạn cũng nên học thêm các khóa học online đảm nhận chức vụ, giúp bạn biết được nghe 1 hiểu 10 hay nghe 10 hiểu 1. Thứ hai, với việc tìm ra điều mình thích thì ngoài trải nghiệm đánh giá năng lực thực tế, học đảm nhận chức vụ thực tế, bạn cũng nên đọc quyển sách Bạn là triệu phú như tôi đã giới thiệu. Quyển sách này có 2 kỷ lục Guinness Việt Nam, sẽ giúp bạn trải nghiệm được những công việc thực tế bằng tranh, giúp bạn biết rõ trọng tâm của sự thành công trong nghề, rồi những áp lực, niềm vui chính của nghề để bạn có cơ hội cân nhắc thật kỹ. Wow, đủ đồ chơi luôn ha. Wow, sướng quá. Balance đã chuẩn bị sẵn cho tụi em rồi. Tiếp theo, việc tìm ra điều thế giới cần thì các bạn đã nắm rõ cơ cấu tổ chức trong khóa học này, hoặc trong sách Bạn là triệu phú cũng có phần phân tích kỹ, hoặc là search tìm việc trên các trang web tuyển dụng. Oh yeah, học xong khóa học này em sẽ lăn vào trang web bebalancer.com thôi. Còn điều cuối cùng cần khám phá đó là điều giúp tôi kiếm ra tiền. Cái này tụi em biết rồi chuyên gia, tụi em sẽ tìm mức lương trên trang web tuyển dụng phải không chuyên gia? Hay vậy, các bạn nhớ nằm lòng về cơ cấu tổ chức và cũng cần nắm thêm thông tin trên các trang web tuyển dụng để biết được nghề mình định chọn là nghề thuộc lĩnh vực đang hot nhất thời hay là bền vững nha. Oh yeah, có đầy đủ công cụ để khám phá, tìm hiểu chính bản thân mình và tìm được Ikigai rồi. Tuyết. Bạn cần lưu ý quan trọng nè, bạn thấy hình này có quen không? Dạ, hệ thống các chức vụ trong doanh nghiệp ạ. Thì bạn cần lưu ý điều gì trong việc chọn nghề và định hướng tương lai? À, em cần nhìn xa hơn là em muốn đi đến đâu? Dạ quá ta. Vâng, bạn cần định hướng con đường sự nghiệp của bạn như thế nào? Em sẽ là giám đốc điều hành. Em chỉ muốn làm chuyên gia thôi à. Em không thích quản lý hoặc làm sếp ai cả. Mỗi người có ước muốn khác nhau.
Có người chỉ muốn là suốt đời làm nhân viên, nhưng có người lại muốn mình được thăng tiến, được công nhận, đặc biệt được đóng góp nhiều cho xã hội khi thăng tiến lên những vị trí cao hơn. Lộ trình thăng tiến này được thiết kế cho những ai ham học hỏi. Cứ trung bình 2 năm họ được thăng tiến lên một vị trí cao hơn. Những trường hợp đặc biệt khác thì có thể thăng tiến vượt bậc trong một thời gian rất ngắn. Tôi ví dụ như thế này để bạn dễ hình dung và tự mình thiết kế con đường sự nghiệp cho bản thân nha. Thứ nhất, tôi nhìn xa cho mục tiêu sự nghiệp của tôi tại ngã tư đường này. Thì tôi cảm nhận được tôi thích làm chuyên gia hơn là làm giám đốc điều hành. Tôi sẽ cố gắng giỏi nhất trong lĩnh vực để trở thành chuyên gia huấn luyện quản trị nhân sự trong tương lai. Khoảng 40 tuổi thì tôi thực hiện điều này. 2. Sau đó tôi quay lại mục tiêu 5 năm sau khi tốt nghiệp ra trường. Tôi phải làm trưởng bộ phận nhân sự khi 27 tuổi. 3. Tiếp theo tôi nhìn gần hơn, đó là mục tiêu sau khi tốt nghiệp. Tôi sẽ hoàn thành tốt 100% nhiệm vụ công việc được giao tại vị trí nhân viên nhân sự với mức lương tối thiểu là 8 triệu đồng một tháng. Wow, phải nhìn xa trông rộng rồi tiến sát tới hiện tại ha. Wow, em sẽ vẽ con đường sự nghiệp của mình tuyệt vời, để vẽ ngay trước mắt luôn. Đến đây mới tuyệt nè bạn. Chúng ta tận dụng tri thức, nghiên cứu nhân loại để ta tính toán, cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định. Ví dụ như tôi, sau khi làm trắc nghiệm tính cách và trải nghiệm công việc thực tế bằng tranh, thì tôi chọn 3 nghề: luật, nhân sự và kinh doanh. Vì luật và kinh doanh thì có một vài công việc tôi không thích nên tôi cho 3 điểm. Còn nhân sự thì chỉ có một vài việc tôi không thích nhưng không đáng lo ngại nên tôi cho 4 điểm. Còn nếu nghề nào mà khiến cho bạn thích tất cả thì bạn cho 5 điểm nha. Dạ em hiểu rồi. Tiếp theo tôi trải nghiệm đánh giá năng lực thì số điểm lần lượt là 2, 3, 1. Trường hợp trong đánh giá năng lực chưa có nghề bạn chọn thì bạn trải nghiệm trong quyển sách Bạn là triệu phú để tự đưa ra đánh giá năng lực thực tế hiệu quả công việc. Nếu thấy rằng mình hoàn toàn có thể làm khá tốt được việc này thì bạn cho từ 4 đến 5 điểm. Nhắm chừng chỉ làm được thôi khó vượt trội thì cho 3 điểm và 1 đến 2 điểm là rất khó khăn để hoàn thành công việc. Còn đến tình trạng thị trường lao động thì tùy vào nhu cầu mong đợi của bạn. Có thể bạn không có khó khăn về tài chính, cũng có thể bạn phải có tài chính để phụ giúp gia đình. Nói chung bạn đưa ra các ngưỡng mong đợi và tìm mức lương trên các trang web tuyển dụng để cho điểm. Nếu vượt ngưỡng mong đợi thì cho 4 đến 5, đáp ứng đủ thì 3, còn 1, 2 điểm là dưới sự mong đợi của bạn. Dạ em hiểu luôn. Thế em cứ cộng điểm lại thôi, số điểm nào cao là cân nhắc chọn, phải không chuyên gia? Đúng rồi, nhưng bạn lưu ý nè, thực tế thì mỗi người sẽ có nhiều diễn biến khác nhau. Bạn cứ nhìn vào bảng định nghĩa cho điểm này để cân nhắc thật kỹ ha. Bây giờ ta đã hiểu rõ chính bản thân ta rồi, ta chọn nghề sẽ gắn bó gần như suốt đời với ta rồi, thì giờ ta tiếp tục làm gì ta? Thì cứ học nghề rồi chọn thôi chuyên gia. Và cũng có lưu ý quan trọng này bạn cần nhớ kỹ nè. Chỉ có những nghề nào thuộc tính cách của bạn và bạn thích thì mới đưa vào bảng phân tích điểm này nha. Do đó hiển nhiên thang điểm sẽ được tính từ 3 điểm trở lên, còn năng lực và thị trường lao động thì có thang điểm từ 1 đến 5 nha. Yes, em nắm rõ phương pháp chọn nghề và định hướng tương lai rồi ạ. Bạn nhớ là với công việc lựa chọn này thì bạn có thể đảm nhận vị trí nào, cao đến mức nào, con đường sự nghiệp bạn đến đâu. Yes sir. Và một lưu ý cực kỳ quan trọng nữa nè. Gì nữa hả chuyên gia? Tiếp theo bạn hãy xem video clip thật kỹ, thật sâu đi ha. Đây là một bạn trẻ vừa bước vào đại học. Bước vào giảng đường, bạn này vẫn tiếp tục lối học thụ động của hồi phổ thông, lại ham chơi. Thế mà tới lúc ra trường, lại mơ ước nào nhà, nào xe, nào gia đình hạnh phúc. Rồi bạn cũng đi xin việc. Chỗ thì đòi kinh nghiệm làm việc, nhưng kinh nghiệm của bạn thì bằng không. Chỗ thì yêu cầu phải sáng tạo, mà bạn chỉ biết tối tạo thôi. Chỗ chấp nhận người mới thì bạn lại phải vượt qua thời gian đào tạo thử thách. Hay, thôi chán, bạn bỏ qua. Cứ thế cứ chấp nhận chọn đại một việc mà làm, rồi cứ nhảy việc, chả đâu đến đâu. Bạn vừa
vừa xem clip thấy sao? Dạ, đúng là thất tình không sợ thất nghiệp mới hải hôn. Cuộc đời của bạn kéo dài đến bao lâu? Dạ, ngày xưa có bài hát 60 năm cuộc đời, nhưng ngày nay ít nhất là 80 rồi ạ. Đúng rồi, và việc nghiêm túc học phổ thông, rồi chọn nghề, học nghề chiếm bao nhiêu năm cuộc đời? Dạ, chỉ vài năm, không đáng bao nhiêu so với thời gian còn lại. Vậy hiểu rồi ha? Dạ, em hiểu. Mình cần tập trung một thời gian ngắn để mình có được tương lai tươi sáng và có được tình yêu tốt đẹp hơn ạ. Bạn vừa mới học xong khóa 1 của quá trình hướng nghiệp là chính mình là tinh hoa rồi đó. Giờ chúng ta đúc kết các nội dung quan trọng để bạn bước tiếp khóa học 2 được thuận lợi hơn nha. Đầu tiên là chúng ta cùng ôn lại những nội dung cần ghi nhớ thực hiện nha. Đọc câu chuyện này tại trang 49 của sách Bạn là Triệu Phú. Chọn nghề có thể nói là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Chọn cho mình một nghề nghĩa là chọn cho mình một tương lai. Mình thờ ơ với việc chọn nghề thì giống như là sai một ly đi một dặm vậy đó bạn. Em có đọc sách Bạn là Triệu Phú của chuyên gia. Em rất thích mấy câu của chuyên gia, rất hay và dễ nhớ. Cụ thể là gì? Dạ, ngoài những câu chuyện thực tế bằng tranh hài hước thì em thích mấy câu như là đúng nghề ngọt, sợ gì bè bọt, muốn thành công phải hành thông tư tưởng. Đặc biệt em thích nhất câu tình chỉ đẹp khi kẹp đúng nghề. Vậy bạn có biết tại sao tình chỉ đẹp khi kẹp đúng nghề không? Dạ, dạ em nghĩ là... Bạn hãy sắp xếp trình tự nội dung nha. Điều bạn cần ghi nhớ tiếp theo đó là hiểu doanh nghiệp, hiểu mình. Bạn hãy sắp xếp các nội dung trọng tâm đúng với hai mảnh ghép mà bạn cần nắm rõ và thực hiện nha. Yes sir. Điều bạn cần ghi nhớ tiếp theo đó là hiểu doanh nghiệp, hiểu mình. Bạn hãy sắp xếp các nội dung trọng tâm đúng với hai mảnh ghép mà bạn cần nắm rõ và thực hiện nha. Yes sir. Tiếp theo bạn hãy vẽ con đường sự nghiệp của bạn và dán tại nơi bạn muốn nhìn thấy thường xuyên. Và bạn hãy luôn ghi nhớ gốc rễ của thành công, đạt được ước mơ là đây. Dạ, luôn có tư duy tích cực. Đây là 8 năng lực quan trọng mà đa số các doanh nghiệp yêu cầu. Tại sao năng lực học hỏi lại quan trọng nhất? Em biết nè, vì chúng ta luôn sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của con người, thích ứng với mọi hoàn cảnh phải không chuyên gia? Yes, rất đúng. Cụ thể là con người chúng ta thường có nhu cầu như thế nào? Dạ, cái này ai cũng biết nè. Con người chúng ta thường yêu cầu đủ thứ, nào là phải rẻ, đẹp, tiện lợi, chất lượng nữa. Các chuyên gia rất ấn tượng với đợt đầu huấn luyện trực tiếp với các bạn. Hầu như câu hỏi nào các bạn cũng trả lời xuất sắc. Nên với nhu cầu của con người luôn yêu cầu ngày càng cao hơn. Như vậy thì mình phải có năng lực như thế nào? Tất nhiên là phải ngày càng cao hơn đó chuyên gia. Vâng, sẽ ra sao nếu như một người không ham học hỏi? Dạ, sẽ ở lại phía sau thôi. Dạ, sẽ thất nghiệp, sẽ không được phát triển, không có được thu nhập như mong muốn ạ. Cá nhân là vậy, còn một tổ chức mà không ham học hỏi thì sẽ ra sao vậy bạn? Tất nhiên là đi ngược lại với nhu cầu phát triển của con người rồi chuyên gia. Vâng, bạn giỏi lắm. Từ đây chúng ta có thể suy ra một đất nước mà có nhiều cá nhân, tổ chức không ham học hỏi thì sẽ ra sao ngày sau? Thôi, em không dám tưởng tượng đâu chuyên gia ơi. Wow, đến tương tác online rồi ha. Bạn có biết sự ham học hỏi của các nhà khoa học, tỷ phú thế giới, tỷ phú Việt Nam như thế nào không? Bây giờ bạn hãy kéo ráp các nội dung phù hợp để biết được các nhân vật nổi tiếng có sức ảnh hưởng đến quốc gia và thế giới, họ có thành tựu và trình độ học vấn như thế nào. Thật là đáng ngưỡng mộ quá ha. Vậy theo bạn, hành vi thể hiện là người ham học hỏi cụ thể như thế nào? Bạn hãy chọn những hành vi phù hợp với câu hỏi nha. Và đây là những con số thống kê thực tế trên diện rộng về trình độ của các tỷ phú trên thế giới. Trên đại học chiếm tỷ lệ cao nhất đến 45%. Wow, gần một nửa luôn. Vâng, còn trình độ đại học chiếm 29% và dưới đại học thì chiếm 26%. Còn đây, tỷ lệ nghèo theo trình độ học vấn của chủ hộ tại Việt Nam. Trong đó, người có trình độ dưới tiểu học nghèo chiếm trên dưới 30%. Còn trình độ cao đẳng, đại học thì chưa đến 1%. Ôi, em không thích và không mong muốn mình rơi vào số liệu thống kê này đâu. Chúng tôi hy vọng là tất cả những ai học đầy đủ khóa học về hướng nghiệp của Berlin sẽ không rơi vào cảnh bần hàn. Đặc biệt các chuyên gia luôn nỗ lực tạo ra các khóa học đảm bảo chức vụ của từng ngành nghề để giúp người Việt Nam chúng ta có được thu nhập cao nhờ có phương pháp làm việc hiệu quả, giúp ích cho doanh nghiệp và xã hội.
Ôi thích quá, em sẽ theo đuổi các khóa học này. Bạn vừa ghi nhớ những điều trọng tâm quan trọng rồi đó. Tiếp theo mình làm gì ha? Sau khi bạn thực hiện xong các nội dung tại khóa 1 này, cụ thể là bạn chọn được nghề và vẽ con đường sự nghiệp cho bản thân, thì bạn sẽ học tiếp khóa 2. Tại khóa 2 này thì bạn sẽ được học thêm trên platform một phần phân tích về tính cách để bạn hiểu rõ bản thân hơn, giúp bạn có được cơ hội kiểm tra lại xem bạn đã nhận diện rõ tính cách phù hợp nhất hay chưa. Sau đó có thể các chuyên gia sẽ tổ chức một buổi trao đổi trực tiếp qua Zoom. Các thông tin liên quan sẽ được thông báo tại group Định hướng tương lai và các kênh truyền thông khác. Học sinh, sinh viên được miễn phí test tính cách, đọc e-book sách Vàng là chìa khóa và test năng lực phải không chuyên gia? Đúng rồi bạn, ngoài ra nhà trường muốn hướng nghiệp tới các học sinh cùng trường thì các chuyên gia chúng tôi sẵn sàng đến nơi theo lời mời của nhà trường nha. Vâng, cảm ơn chuyên gia Balance ạ. Ok, bạn hãy tranh thủ và nghiêm túc hết sức trong việc chọn nghề và định hướng tương lai đi ha. Thời gian có hạn mà mình cứ sống lang mang thì đời mình sau này sẽ càng gian nan đó nha. Để kết thúc khóa học này, bạn hãy xem video clip giúp bạn có được động lực mạnh mẽ cho định hướng tương lai của mình nha. Lost. See me stand alone. I can't do what others may want. Then I'll have no home. So for now, wave goodbye. And leave your hands held high. Hear this song of courage long into the night. So for now, wave goodbye. Leave your hands held high. Hear this song of courage long into the night. Thank you.
Vâng, phía trước còn nhiều thách thức, hãy là chính mình để vượt qua tất cả. Hãy đứng lên và chứng minh cho thế giới thấy bạn là ai, bạn thực sự là ai. Kể cả người khác không nhìn thấy bạn, bạn cũng cần làm gì đó cho bản thân mình thấy. Tương lai của bạn đang nằm trong tay chính bạn đó. Đã đến lúc chính bạn phải thay đổi để phát triển mạnh mẽ. Chúc bạn đủ dũng cảm, đủ kiên trì và đủ tận tâm để thành công, hoàn thành ước mơ ấp ủ bấy lâu nay. Công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam là một dự án truyền cảm hứng thực hiện khát vọng, phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, được thực hiện bởi công ty Belen chuyên tư vấn về quản trị doanh nghiệp. Công ty Belen tạo ra hai kênh YouTube, quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài. Đặc biệt, Belen đã phát triển công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam tại trang web bebelenser.com nhằm giúp bạn nhận được nhiều giá trị hơn khi sử dụng nền tảng công nghệ của Belen. Để khát vọng được bùng lên và lan tỏa vững mạnh, thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia Belen đã truyền lại hệ thống kiến thức, kinh nghiệm cho các thế hệ nối tiếp. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã cùng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Xin cảm ơn bạn. Bạn hãy nhấn like, share và subscribe để được nhận thông báo video mới nhất nha. Cảm ơn bạn. Chúc bạn luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng.